Trang đang ở phố Bosa, đường Bosa, khu chợ Việt Nam lớn nhất của bang California, Phước Lộc Thọ. Khu chợ này ở đây là tập trung toàn bộ người Việt Nam. Người Việt Nam ở trong bang California, ở khu phố này là rất là đông. Giống như mùa là Sài Gòn thứ hai ở Việt Nam vậy đó. Tất cả nhà hàng quán xá được tập trung trong khu Bosa này. California, nơi này là một tiểu bang là rất là đông người Việt ở. Khu chợ này giống như là chợ Bến Thành ở Việt Nam mình vậy đó. Trên đường Bosa, Trang đang chuẩn bị đi một vòng trong Bosa. Trang quay cho cả nhà coi, cũng khi Trang đi xem phố Bosa có gì lạ không nha, có giống Việt Nam mình luôn nha. Đây là ở bên trong building trong khu chợ Phước Thọ. Trong đi bán quần áo vải vóc, tiệm vàng. Mình đang ở tiệm bán áo dài, bán quần áo của người Việt Nam ở đây, áo dài, quần xám, đủ kiểu hết. Tiệm đây bán cũng không có mắc. Cái áo dài chỉ có 20 đô la thôi, sườn xám cũng 20 đô la. Rất là dễ thương. Tiệm này là nổi tiếng ở đây á. Các loại món ăn chơi, đồ trái cây rim. Khô bò cay, khô bò cà ri. Nơi này là khô bò nổi tiếng ở chị ở Cali nè, vua khô bò. Khô gà lá chanh đó, hấp dẫn không? Ngay chung cho trung tâm mall. Họ có đang một bàn cờ các loại thực phẩm. Ở chung cái mall trong chợ này họ làm một góc để thờ Đức Quan Thánh, giữ cổ truyền, nét cổ truyền của người Việt Nam. Ngay trung tâm mall, trên mall Phúc Lộc Thọ luôn, đây ở trên lầu.